Xin chào toàn thể các bác nha. Khi mà em lên video nói về cái sản phẩm BS999 này thì cũng có rất là nhiều anh em phản hồi lại là em ơi con này chỉnh có dễ không? Đó, em có thể làm một cái video hướng dẫn chỉnh thì là để anh em mua một chiếc về là tiện thể là xem video là chỉnh được luôn. Đó thì cũng rất là nhiều các câu hỏi, vì là anh em nhìn này, cái chiếc vang này nó dày hơn các cái dòng vang bình thường, cho nên là mặc định anh em nghĩ là chỉnh nó sẽ khó hơn, nhưng thực tế thì nó chỉnh dễ hơn rất là nhiều anh em nhé. Bởi vì là cái thiết kế cái size nó dày hơn, là ở đây nhìn thứ nhất là cái hình thức nhìn nó sẽ đẹp hơn, đúng không ạ? Nhìn cảm giác nó chuyên nghiệp hơn, và nó sẽ trang bị được một màn hình nó lớn hơn so với những cái dòng vang mỏng. Vang mỏng thì muốn một cái màn hình lớn thì rất là khó, đúng không ạ? Đó thì chính vì vậy nên là nhà hãng đã sản xuất cho chúng ta một chiếc vang nó dày hơn. Đó, tuy nhiên thì các cái nút để chỉnh thì họ đã thiết kế rất là khoa học rồi đấy, và hôm nay em sẽ lên cái video là hướng dẫn anh em chỉnh chiếc vang BS999 này nó hay nhất nhá. Đấy, và với cái video này thì nó sẽ không phải là áp dụng trong tất cả các bộ dàn, mà quan trọng nhất là chúng ta phải biết được là ví dụ cái nút này nó có tác dụng gì, đúng không ạ? Nút này nó tác dụng gì đó, thì chúng ta lúc đó thì chúng ta sẽ áp dụng được bộ dàn của chúng ta nó rất là dễ. Nhưng với cái con vang này thì em thấy rằng là khó nhất là cái phần bình thường ấy, trên những cái dòng vang ấy, thì khó nhất là phần echo effect là chúng ta chỉnh khó nhất. Nhưng trên cái dòng vang này thì em nghĩ rằng là nó cực kỳ là dễ, nó rất là đơn giản. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cái chức năng của cái dòng vang này, và sau đó thì em sẽ hướng dẫn em chỉnh nhé. Đầu tiên là cái mặt trước nhé, thì chúng ta sẽ có công tắc nguồn này, đúng không ạ? Công tắc nguồn này. Đó, đây là hai cái nút này là dùng chỗ USB. Nếu như anh em dùng USB nhé, chúng ta sẽ sử dụng là nút next này, hay là nút chuyển bài về này, nút tạm dừng này. Đó, thì mấy cái dòng này thì dành cho USB. Rồi cái FBX này nó chính là cái nút chống hú nhá, chống hú cho mic, ok chưa? Ví dụ như là em đang bật chống hú là nó ở on này, chúng ta tắt nó đi, đó, nó là ở F, bật nó lên, đó thì nó sẽ là về on anh em nhá. Rồi tiếp theo ở dòng dưới này chúng ta có thể có cái nút âm lượng là music này, mic và echo, đó thì nó sẽ có ba cái âm lượng ở đây thì nó sẽ thể hiện luôn trên màn hình này. Music em đang để 43 này, mic 64 và effect là 99, đó, ok chưa? Rất đơn giản. Tiếp theo ở nút đây là nút input, anh em để ý cho em input. Input này nó sẽ dành cho anh em chuyển đổi tín hiệu đầu vào như là bluetooth này, cổng quang, AV hoa sen 1 2, và trên cùng đây nó sẽ là USB. Đó, anh em dùng cái tín hiệu đầu vào nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại đó, ok chưa? Thì đấy là xong nhá. Ở bên này thì chúng ta sẽ có các cái điều chỉnh như sau này. Đó, về là anh em cứ nhìn theo mà anh em nhớ, chỉnh rất đơn giản. Đó, zoom lên cho nó dễ nhìn nhá. Đầu tiên dòng dưới đây là anh em nhìn là chữ music này, mic và echo, ok chưa? Thì anh em nhìn cái chữ music thì anh em nhìn thấy cái chữ kẻ ngang này, đến đây là hết đúng không? Mic chúng ta đến đây là hết này. Đó, nhưng echo nhá, chúng ta sẽ chạy từ đây sang đây lại xuống dưới đây nữa thì tất cả cái u này nó sẽ là echo, ok chưa? Đó, thế thì phần mic và phần music nó đều giống nhau là sẽ có bass, trung và treble. Đó, anh em nghe nhạc muốn nhiều bass tăng bass, muốn ít bass giảm bass, nó tùy từng đôi loa nhé. Có đôi loa thì bass nó rất là dày, có đôi loa thì bass nó rất là yếu, cho nên là chúng ta sẽ tùy chỉnh. Đấy, bass dày quá nhiều quá thì chúng ta giảm, bass yếu thì chúng ta có thể tăng. Đó, chép cũng vậy. Đấy, anh em thích nghe nhiều chép thì tăng chép, mà ít chép thì nhiều quá thì chúng ta sẽ giảm bớt đi, mà ít quá thì chúng ta tăng lên. Đó, và cái phần mic nó cũng vậy. Đấy, chúng ta alo thử cái tiếng mic, alo thử tiếng mic, nếu như cái tiếng mic của chúng ta nó ok rồi thì không phải chỉnh. Còn nếu như mà mic mà cảm giác là ví dụ như em cho này, em cho là effect về không nhé, em thử luôn cho anh em này. Đây, đó, đây là đang là ở mức 12 giờ, em sẽ cho về hướng 0 giờ nhé. Đây, đó, thế này thì toàn trung thôi, trung chép đó, bát hết rồi. Đó, thì nó cũng tùy đường bộ loa. Đó, nếu như loa của chúng ta mà nó nhiều bát chúng ta có thể giảm, mà ít bát thì chúng ta có thể tăng. Tăng làm sao để cho nó vừa này, để em tăng này, đây, đó, ồm, ồm, đó. Thế thì đấy là cái hiện tượng mà nó nhiều bát quá nó sẽ bị ồm anh em nhá. Đây là mid, đó, mid đây chính là đời. Đó, đây là treble, anh em muốn tiếng sáng thì tăng, mà tăng vừa thôi, tăng nhiều nó sẽ bị hú zip, đó. Thì còn đây là phần bát, trung và treble của echo, đó. Và bên này chúng ta sẽ có repeat, delay và reverb. Em ví dụ nhá, em sẽ tăng echo lên này, đây, đây. Thì ở đây em đang để hướng 12 giờ này. Em nghĩ rằng là anh em mua về không cần phải chỉnh thêm.
Đó, ví dụ như đi này nó tác dụng gì thì em thử nhé. Đây 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 đó. Tăng lên tăng lên 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 đây 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 một 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 đó. Đi này chỉ nhận độ trễ. Repeat đây nó chính là độ tập lại của đi này. Đấy, em sẽ tạo cho nó về rồi. Đây đây đó đó một hai thì anh em thấy rằng là cái delay chúng ta đang để nếu alo nó sẽ lên được tầm 2-3 cái, nhưng mà cái repeat này nó sẽ lặp lại rất là nhiều lần đó. Ví dụ nha, tăng dần nhé. Đây đây đó đây đây tăng nữa này. Đây 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 đó nhiều chưa. Đây 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 đấy nó sẽ tăng lặp lại cái độ delay này nhiều lần đấy, anh em thấy không. Đây đây một 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 cho nên là chúng ta hát có echo này nhé. Cái echo này chúng ta hát được rất là hay, bởi vì là anh em thấy rằng là em đang để hết hướng 12 giờ này, không có điều chỉnh gì hết nhé, không có điều chỉnh gì hết mà cái echo nó đã rất là tuyệt vời này. Đây năm sáu bảy đó, tiếng nó rất là hay, rất là hay đấy. Cái con vang này tiếng rất là hay mà nó dễ chỉnh, như em đã nói dễ chỉnh đó. Cái con mặt sau của nó nhá, mặt sau thì chúng ta sẽ có là đường mic này, đường mic này, đó, hai đường mic Canon và Sony. Đây là khống chế cái tiếng mic nhé, khống chế tiếng mic. Đây là cổng livestream, đường rec out. Và con này nó có tới 6 đường ra, nó sẽ có đường hai đường bên out này, hai đường surround, một đường center và một đường sub. Đó, thì tức là âm thanh của chúng ta nếu như anh em kết nối đủ loa thì nó sẽ là âm thanh 5.1 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5.1 siêu trầm là 5.1 nhé. Đó, âm thanh 5.1 ở đây thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta xem phim nó hay hơn. Còn hát karaoke thì chúng ta chỉ cần site thôi, chúng ta sẽ chỉ cần hai cổng bên ao và sắp thôi. Còn cùng lắm anh em muốn làm lời cho loa nữa thì chúng ta sẽ thêm một đường center nữa. Thì mỗi một cái đường ra ở đây nó sẽ là một chiếc loa mọi người nhé, mỗi một đường ra là một chiếc loa đấy. Và để mà chúng ta sẽ chạy đủ được 6 cái đường này, ví dụ như cái đường sub này là sub hơi đi, thì chúng ta sẽ phải có cục đẩy 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó. 6 ở đây là 6 kênh, mỗi một đường ra sẽ phải tương ứng với một kênh của cục đẩy chứ không đấu chung được nhé. Đó, mỗi một đường ra một đường là thì anh em có thể mua làm sao. Anh em mua là một con 4 kênh này, ok chưa? Một con 4 kênh này để đánh 4 đường loa, và một con 2 kênh để chúng ta đánh sub và center. Đó, thì bắt buộc phải có 6 kênh. Còn nếu như anh em đánh 4 đường thì phải có 4 kênh. Nói chung tóm lại là mỗi đường ra này anh em sẽ phải sử dụng tương ứng với một kênh của cục đẩy nhé. Đó, rồi ở bên này chúng ta sẽ có được kết nối như là cổng quang của Bluetooth. Rồi đây là OX 12 đấy, hạn chế tiếng nhạc. Đây là chỉnh volume của sub, đây là chỉnh cắt tần số thấp của sub. Đó, bên này thì sẽ là center. Đó, âm lực của center này. Đây là đường muốn cho mic ra thì anh em tích vào nhả ra, còn muốn cho nhạc ra thì anh em tích vào. Đó, thì chúng ta sẽ được lựa chọn như vậy. Đó, để mà sử dụng con vang này thì nó rất là dễ. Cái cơ bản nhất là nhà hãng đã làm rất là tốt cái việc là tối ưu cho cái sản phẩm, giúp cho anh em mua về là chỉ việc dùng thôi. Đấy, mua về là chỉ việc dùng thôi. Đấy, không cần phải chỉnh nhiều, quan trọng nhất anh em kết nối đúng là đã có một bộ rất là hay rồi. Đó, và hy vọng cái video này sẽ giúp anh em chỉnh tốt hơn trên những cái chiếc vang của nhà mình. Và cảm ơn anh em, xin chào anh em nhé.